Thúy Nga hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả truyện ngắn Mây Đen của Nguyễn Ngọc Ngạn qua hai giọng đọc Ái Vân và tác giả. Kỹ thuật thu thanh và nhạc đệm do Duy Quang phụ trách. Hai gã thanh niên lay hoay một lúc khá lâu mới luồn được sợi dây thòng lọng vào cổ con chó gầy, rồi thay nhau lôi sành sạch ra cổng. Con chó nhất định phản kháng, kêu ăng ẳng, bốn chân bám ghì lấy mặt đất, co rúm người lại như luyến tiếc căn nhà đã cưu mang nó từ ngày mới mở mắt. Mặc kệ, một người cứ thản nhiên kéo và người kia bẻ vội cái roi tre quất vùn vụt vào lưng, khiến con vật cuống quýt chạy quanh và kêu lên ai oán. Lũy chống nạnh đau đớn đứng nhìn theo. Vợ anh thì ngồi bệt xuống sân đất, dựa lưng vào gốc cau thút thít khóc. Mấy hôm nay chị đã khóc nhiều, tưởng chừng không còn nước mắt, thế mà hôm nay lại phải nhỏ lệ vì thương con chó bị người ta bắt đi như cắt một phần da thịt của chị. Cả tuần nay thiên hạ kéo đến tịch biên đồ đạc của vợ chồng Lũy để trừ nợ. Nói quả đáng tội, nhà Lũy thì có gì quý giá lắm đâu. Nhưng chủ nợ vẫn không tha. Hôm đầu ông Tín thuê xe bò đến khuân đi cái tủ đứng và cái sập gụ gia bảo. Rồi chiều hôm kia, cha con lão Nhật sục sạo một hồi, bưng mất tĩnh đậu nành. Lão vừa ra khỏi thì lại một toán khác xông vào, vét sạch từ cái mâm đồng đến bó đũa sơn. Hai cân gạo nếp giấu trên gác bếp, may mà Lũy nhanh tay đem ra chôn ở sau nhà, chứ không thì giờ này cũng chẳng còn. Căn nhà trống hoách trống hoác, tài sản cuối cùng còn sót lại là con chó vàng ốm đói, hôm nay cũng bị tịch thu nốt. Mất bao nhiêu thứ, vợ Lũy dĩ nhiên có đau lòng, nhưng không tiếc bằng con chó. Chị xin bên nhà ông bác từ lúc mới đẻ mà chị đặt tên nó là Cún. Nó đã chia sẻ ngọt bùi với cái gia đình nhỏ bé này, càng lớn càng khôn, và có đêm đã suýt chết vì liều thân xông ra đuổi cắn hai thằng ăn trộm lẻn vào nhà Lũy. Lũy thở dài lững thững đến ngồi bên cạnh vợ. Anh muốn an ủi vài câu nhưng chẳng biết nói gì, đành cứ ngồi mân mê cái hộp thuốc lào. Anh nghĩ đến hai đứa con đang gửi bên ngoại nhờ các dì các cậu trông nom. Bởi anh và vợ anh mấy bữa nay rối beng trăm công nghìn việc, không còn chút thì giờ nào để lo cho chúng. Tối hôm qua tạt vào thăm, Lũy nghe bà ngoại lũ nhỏ bảo vợ anh: "Thôi, cứ để chúng nó đây cho tao, muốn ở đến bao giờ cũng được. Mai có ghé đây thì nhớ mà đem thêm vài bộ quần áo cho chúng nó." Vợ Lũy nhùng nhằng muốn lôi con về để ngủ chung cho đỡ nhớ, nhưng Lũy nhanh miệng gạt đi: "Vâng, con nhờ bà nom hộ các cháu vài hôm, chứ con với nhà con chả còn bụng dạ nào lúc này." Rồi anh xin phép kéo vợ về để rảnh rang bàn tính. Nói là bàn tính, nhưng gần như trắng đêm, cả hai vợ chồng cùng chỉ biết khóc và an ủi lẫn nhau, chứ tính cái gì trong bước đường cùng này. Chờ hai gã dắt chó ra khuất hẳn ngoài cổng, Lũy bùi ngồi dục vợ: "Đi mình ạ, ngồi đây mà chờ chúng nó đến bắt nợ hay sao? Tôi chạy sang nhà bà Tống, còn mình thì chịu khó đến gặp bác Thư, đòi được tí nào hay tí ấy, không thì vơ quàng vơ xiên cái gì cũng được." Vợ Lũy không đáp, uể oải đứng dậy, nâng vạt áo lau nước mắt, rồi đội nón bước nhanh ra cổng. Lũy khóa cửa rồi cũng tất tả chạy theo. Ngoài đường lố nhố những nhóm người bước đi vội vã, xe đạp thồ hàng hóa nặng trĩu phía sau, xe bò cọc cạch chở những chuyến hàng cao ngất ngưởng, chạm cả tới cành tre. Người ta kể lể, than vãn, chửi người này trách người kia, toàn những khuôn mặt ủ rũ, tìm cả làng chắc chẳng còn thấy được một nụ cười. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chưa bao giờ Lũy hình dung nổi xã Tầm Dương này lại vướng phải một tình huống quái dị như hôm nay. Đó là cái nạn vỡ ống xảy ra bất ngờ, làm điêu đứng cả làng, không khác gì một trận vỡ đê ngày trước.
Vỡ ống nói theo tiếng miền Nam là giật hụi. Người ta chỉ không ngờ nó lại xảy ra nhanh như thế, lan rộng như thế, đến nỗi hầu như 80% dân làng Tầm Dương đều trở thành nạn nhân, không ít thì nhiều. Mới có mấy ngày mà vợ chồng Lũy gầy sọm đi, nhất là Lũy thì hốc hác khật khừ như người ho lao. Đi mới được mấy bước, Lũy gặp một đám người quen, mặt mũi ai cũng nhợt nhạt như Lũy. Cả bọn đứng lại bên bụi rối, ưu tư bàn bạc. Vẫn những câu chuyện được nhắc đi nhắc lại từ mấy hôm nay. Bản tin cha con lão Lân âm thầm bỏ trốn, làm náo động cả xã gần 2 tuần rồi mà chưa có dấu hiệu gì sẽ lắng xuống để dân làng trở lại đời sống bình thường. Người ta nhốn nháo chạy đi tìm nhau, hớt hải dò la, cầu mong tìm được một câu trả lời hàm chứa chút hy vọng. Không gian bao phủ một màu tang ngút trời, dễ chừng vượt hẳn cả cái ngày mà máy bay Mỹ còn ném bom ở thời kỳ tàn khốc nhất. Người ở vùng khác mà tình cờ ghé thăm Tầm Dương vào lúc này thì chắc sẽ phải ngơ ngác lắm. Đầy đường cứ nghe người ta nhớn nhác nhắc đến tên lão Lân, và chả hiểu tại sao cha con lão Lân vắng mặt mà lại làm cả xã phải hoảng hốt đi tìm. Lão là cái gì mà quan trọng đến thế? Tổng bí thư chết còn có người thay cơ mà, lão già này thì thấm vào đâu? Đúng thế, nhưng với dân Tầm Dương bây giờ thì tổng bí thư cũng chả đáng kể tí nào nếu đem sánh với vai trò của lão Lân. Là bởi vì cha con lão đang nắm trong tay gần như 80% tổng số vốn liếng của cả làng này, mà vốn liếng ấy gồm toàn tiền mặt hoặc dưới hình thức chủ hụi, hoặc do lão vay của thiên hạ với lời hứa sẽ trả tiền lãi thật cao. Đối với những người dân quê quanh năm đầu tắt mặt tối, cặm cụi đời này qua đời khác mới dành dụm được tí vốn phòng thân, bây giờ nộp hết cho lão rồi bỗng dưng lão ôm đi biền biệt, thì thử hỏi làm sao mà không mất ăn mất ngủ. Trong nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, nhân dân có bao giờ biết đầu tư cá thể là cái gì đâu. Thành ra lần đầu tiên nghe lão Lân dụ dỗ vẽ ra cái phương án làm giàu mà chẳng cần phải lao động vất vả, người ta rất dễ bị lôi cuốn vào chồng, moi hết tiền túi run run dâng cho lão. Chính vì thế mà sự vắng mặt đột ngột của lão là một cái tang chung cho toàn xã, từ trên xuống dưới, từ chính quyền đến nhân dân, làm ngưng trệ tất cả mọi sinh hoạt và gây nên bao nhiêu thảm cảnh cho mỗi hộ. Mai kia, nếu có ai chép lại lịch sử làng Tầm Dương này, thì không thể không nhắc đến cái ngày đại tang hôm nay để mà tưởng nhớ khoảng thời gian u ám nhất mà dân làng phải gánh chịu. Đại tang vì nạn vỡ ống dây chuyền, giống như những quân bài domino, hết một quân đổ là mọi quân khác sẽ đều đổ theo, mà kẻ làm đổ quân bài đầu tiên ấy chính là lão Lân. Thoạt đầu người ta không tin, mà tin thế nào được? Hãy cứ xét sơ yếu lý lịch bản thân và gia đình của cha lẫn con mà xem. Cha thì cả đời công tác trên huyện, mãi năm ngoái nghe bảo là yếu phổi mới xin nghỉ hưu non về đào ao nuôi cá. Con thì bộ đội phục viên, chắc phải là thành phần tốt bởi huân chương đeo đến 2-3 cái, đảng ủy xã sắp kết nạp. Quá trình đảm bảo như thế thì có ai ngờ được rằng cha con lão lại thông đồng với nhau để lừa dân làng đến hơn 100 triệu rồi bỏ trốn. Cho tới hôm nay, mọi việc đã rõ trắng đen. Nạn nhân có kẻ lang thang suốt ngày ngoài đường, kêu khóc như người mất trí, có kẻ tuyệt vọng uống thuốc độc tự tử, và thậm chí anh em ruột thịt vác dao chém nhau giữa chợ. Thế mà có người vẫn mơ mơ màng màng, chưa tin việc trốn của lão Lân là chuyện có thật. Hay ít ra họ vẫn bám víu vào niềm hy vọng mong manh là cha con lão nay mai sẽ trở về để cứu họ ra khỏi cơn nguy khốn đột xuất này. Bà Thưởng, một người hàng xóm lâu năm của Lũy, nêu ra nhận xét. Chừa vị tất gì mà lão đã trốn được. Không khéo mình chỉ lo hão thôi. Tôi áng chừng cha con lão lên huyện, lên tỉnh có việc gì đấy, rồi chưa về được. Thì cứ thư thư vài hôm nữa xem thế nào đã. Bà Thưởng cố giấu vẻ lo âu, phát biểu một câu ngớ ngẩn để tự an ủi mình. Mọi sinh hoạt trong xã lúc này tạm thời ngưng trệ hết. Người ta tụm năm túm ba ở cổng chợ, ở sân đình, ở trước cửa nhà đã khóa kín của lão Lân,
và ở bất cứ chỗ nào họ tình cờ gặp nhau, chẳng hạn như ngay trong trụ sở ủy ban hoặc đồn công an. Câu nói của bà Thưởng chưa dứt, Lũy đã gắt gỏng phản đối. Cha con lão đi biệt cả nửa tháng rời rồi còn trông mong cái gì nữa? Nhưng mà hộ khẩu của lão ở đây, lão trốn đi đâu mới được cơ chứ? Lũy cười khẩy. Chuyện lão ôm hơn 100 triệu, ví thử mà có muốn mua đến mấy cái hộ khẩu ở giữa Hà Nội cũng vẫn còn được cơ mà. Những người cùng tâm trạng não nề dễ sinh ra bản gắt. Câu chuyện chỉ vu vơ thế thôi, mà từ hôm lão Lân bỏ làng đã có đến hơn 10 vụ cãi nhau cật lực, suýt đưa đến đổ máu. Họ cãi nhau về những chuyện không đáng cãi hoặc những chuyện hoàn toàn vô ích, vì dù thắng hay thua cũng chẳng giải quyết được gì, bởi cái thằng thủ phạm ôm tiền chạy là lão Lân thì giờ này không ai biết lão ở phương trời nào. Chỉ còn đám nạn nhân ngồi cấu xé lẫn nhau thôi. Có người quả quyết đầu dây mối nhợ là thằng La, con trai lão, chứ cái lão Lân hiền lành như cục đất biết gì mà dám làm cản. Người khác lại bảo là chính lão Lân chủ mưu. Lão nom lù đù nhưng là loại thần mềm trói chặt. Có người sành sỏi nhấn mạnh 2-3 lần rằng hèn lắm thì chuyến này cha con lão cũng phải vớ đến hơn 100 triệu chứ. Người khác bẻ lại. Ở đâu ra mà lắm thế? Vét cả xã này cũng chả có đến 100 triệu. Tôi tính rồi, giỏi lắm thì cũng chỉ được 70 triệu là cùng thôi. Trò đời thì vẫn cứ thế, hễ mất tiền là cứ phóng đại mãi lên thôi. Mất một thì khai hai, ai biết đấy là đâu. Này, vợ chồng thằng Tháp có mất đồng bạc mẹ nào đâu, thế mà cứ mồm loa mép dài, chửi mãi là chúng nó lừa tôi sạt cả nghiệp. Một ông cãi ngay. Bà nói thế nào ấy chứ, đời thủa ai không mất tiền mà lại chu chéo lên là thế nào? Họ là có đồ giàu mới thế. Thế là lại thêm một trận cãi nhau. Dường như cả làng lúc này chẳng còn thiết gì đến lao động, chỉ dình chờ cơ hội để chửi nhau, hầu chút bớt những bực dọc, giận cá chém thớt trong lòng. Họ bất đồng ý kiến về tổng số tiền lão ôm đi đã đành, mà thậm chí còn hùng hổ tranh luận cả về chỗ ẩn núp của cha con lão nữa. Chẳng hạn như ôm ngần ấy của thì dại gì mà lần quần ở Hà Nội cơ chứ, vào thành phố Hồ Chí Minh mà ở chứ lệ cả 100 triệu cơ mà. Một bà khác nhất trí ngay. Tôi cũng đoán thế đấy. Hôm nọ nghe lão khỏe, lão có ông em di cư năm 54 mở hiệu ăn ở trong ấy, giàu lắm. Không khéo lão vào ở với người em cũng nên. Ôi giời ơi, ôm 100 triệu thì có tiêu đến mãn đời cũng chả hết được. Thực tế thì con số hơn 100 triệu mà người ta đoán già đoán non để gán cho cha con lão Lân chỉ đúng được một nửa, nhưng như thế cũng đã nhiều lắm rồi. Có người tần mẩn tính lại từ đầu và đặt câu hỏi: lão làm cách nào mà người ta lại đưa cho lão ngần ấy tiền để lão quỵt? Lão có bùa mê thuốc lú hay sao? Thật ra thì diễn tiến câu chuyện đơn giản lắm. Đơn giản đến nỗi bây giờ, sau khi tiền mất rồi, ngồi nhìn lại chặng đường đã qua, người ta mới giật mình tự trách tại sao mình lại có thể ngây ngô đến như vậy. Lùi trở lại vào những năm 87-88, phong trào chơi hụi ở miền Nam bỗng dưng lan rộng khắp các hang cùng ngõ hẻm, từ thành thị xuống nông thôn, gây nên một mạng lưới tín dụng dân gian hết sức bấp bênh, bởi không có luật lệ nào đảm bảo người tham dự. Giữa thời cực thịnh, chỉ cần một đứa lưu manh ôm tiền chạy, lập tức nạn giật hụi trở thành cái dịch dây chuyền, mà yếu tố chính là do tâm lý hoảng loạn. Báo chí phanh phui năm 89, có đến hàng trăm ngàn gia đình mất nghiệp vì hụi. Người ta bắt đầu dè dặt, thậm chí nghe nhắc đến chữ hụi, nhiều bà ngao ngán thở dài, coi như một lầm lỡ mà không bao giờ nên tái phạm. Dĩ nhiên hụi vẫn có người chơi, nhưng chỉ còn lưu hành trong phạm vi tín cẩn, ruột thịt với nhau mà thôi. Miền Bắc thì chưa nếm mồi bi thương ấy. Khoảng năm 88, giữa khi phong trào chơi hụi miền Nam đổ, thì những tay buôn sành sỏi lấy kinh nghiệm từ thành phố Hồ Chí Minh vượt tuyến ra Bắc và bành trướng khá nhanh ở những tỉnh, huyện sầm uất, đặc biệt là Hà Nam Ninh.
Nói cho đúng thì nhân dân miền Bắc có lạ gì trò chơi hụi mà họ thường gọi là bát họ. Nhưng họ dường như đã quên mất cái kiểu đầu tư hấp dẫn này từ lâu, bởi những năm đằng đẵng chiến tranh, bởi sự kiểm soát quá chặt chẽ của chế độ và bởi hoàn cảnh đời sống quá eo uột, muốn chơi cũng chẳng tìm đâu ra vốn. Nay bỗng dưng có người khơi mào, vẽ ra cho họ những viễn tượng phồn vinh thật cụ thể mà cả đời họ khao khát, thì làm gì họ chẳng bị lôi cuốn. Thêm vào đó, chính quyền đang hô hào đổi mới, nới rộng thương nghiệp tư doanh, khuyến khích làm ăn cá thể, tạo ra nhiều kẽ hở để cán bộ cũng như nhân dân lợi dụng. Ngày xưa có tiền, Chửa Vị Tất đã dám tiêu, bởi sợ người chung quanh xét nét, mà muốn tiêu cũng chẳng có hàng để mua. Ngày nay muốn mua thứ gì hầu như cũng có, hàng ngoại nhan nhản từ miền Nam tuôn ra như thác lũ. Cái khâu gay go nhất chỉ là kiếm tiền mà thôi. Cán bộ đảng viên cao cấp nào cũng tham nhũng, nhờ vậy quần chúng mới tìm ra lối thoát để mà sống. Thì cứ nhìn ngay ở Tầm Dương này mà xem. Ông bà Diệu năm ngoái làm nhà gạch, năm nay mua 4 bàn máy Singer để mở hiệu may quần áo. Chưa kể 2 chiếc cúp cho con gái và con trai. Giá vào thời trước thì họa may chỉ có bí thư tỉnh ủy mới dám công khai như vậy. Nhưng đổi mới rồi, việc đút lót dễ dàng hơn. Ông vào cửa nào cũng lọt, cần giấy phép gì cũng có người mang đến tận nhà. Nghe đồn ông là người duy nhất trong xã dám mở cả tài khoản ngân hàng tín dụng. Cái ấy mới là ghê. Bởi dân làng nhiều người chỉ mới nghe nói đến 2 chữ ngân hàng là đã phát khiếp lên rồi. Không có tiền rừng bạc biển thì mon men đến đấy làm gì. Người ta đồn ông rất giàu, thế mà chính quyền chả mè nheo gì cả. Ông vẫn sống thoải mái, rượu bia uống thản nhiên, chiều chiều chắp tay sáu đít lang thang trên những nẻo đường làng, thong dong như thời Nghiêu Thuấn. Dạo đầu năm, chủ tịch xã làm đám cưới cho con, thuê cả ban nhạc trẻ từ huyện về đàn hát suốt đêm, lại còn cho múa đôi và thậm chí biểu diễn cả điệu lambada, khiến dân làng kéo đến xem, chen nhau có người suýt chết. Ngày xưa nhân dân chỉ dám ôm mộng đủ ăn, bây giờ thì chăn trở hoài bão làm giàu. Và chính cái khát vọng làm giàu ấy đã đẩy cả xã bước vào con đường khốn khó mà chẳng ai hình dung ra được. Giờ này thì người ta chẳng còn nhớ ai đã đầu tiêu cái trò chơi hụi đầu tiên ở Tầm Dương. Chỉ biết khởi sự từ khoảng tháng 3 năm 89 và mới đến giữa khoảng mùa hè thì 80% dân làng đã bị cuốn hẳn vào cơn lốc lạ lùng này như một bệnh dịch cấp tính. Người ta không gọi là chơi hụi hay bát họ mà gọi là hội ống. Sang tới mùa thu thì Tầm Dương có đến ít nhất là 200 hội ống đủ loại, đủ cỡ. Thậm chí trẻ con trường phổ thông cấp 1 cũng rủ nhau chơi ống tép, mỗi đứa góp vài trăm bạc để chờ dịp đổ ống kiếm tí vốn mà ăn quà. Lớn chơi to, bé chơi nhỏ, chỉ trong vòng mấy tháng cả xã nhộn nhịp lao vào cuộc vui háo hức. Tuần nào tháng nào cũng họp mặt để mở ống. Rượu bia ùn ùn từ huyện trở về từng xe, thịt chó nướng chả thơm lừng khắp xóm. Cha con lão Lân đầu tắt mặt tối, ngồi chỗ nào cũng không nóng đít, nhấp nhổm chạy tới chạy lui, mời người này đăng ký, người kia góp tiền, lúc nào cũng như nhà có đám. Cơn sốt hội ống hừng hực thúc đẩy khiến những người dửng dưng nhất cũng phải tò mò nhảy vào vì sợ mất phần. Thẳng hoặc có ai còn ngần ngại thì lão sẽ giả vờ lấm lét nhìn quanh, rồi ghé sát cái mồm nồng nặc hơi men vào tận tai để trấn an bằng những câu chắc như đinh đóng cột. Lão bảo: "Tôi già đầu rồi, chẳng dại gì mà gặp ai cũng vơ. Chỗ thân tình và tín cẩn lắm thì tôi mới rủ. Nói riêng với ông thôi đấy, bí thư xã với trưởng đồn công an mỗi người đều góp một chân. Bà vụ bên thương nghiệp đòi vào những 2 chân mà tôi không cho, bảo phải nhường cho người khác chứ. Mà dứt khoát tôi không có gọi nhiều người. Chơi với ai thì tôi không biết, chứ tôi mà cầm cái thì chỉ có 10 người thôi. Dễ thu tiền, mà người muốn đổ ống sau cùng cũng không phải chờ lâu sốt ruột." Điệp khúc ấy gặp ai lão cũng phun ra. Khách đến nhà chơi, bất kể là thành phần nào,
lão đều không quên đem cuốn album ra khoe. Một đống hình lão chụp chung với người em ruột trước cửa hiệu ăn Long Phụng tại thành phố Hồ Chí Minh mà lão kín đáo tiết lộ là mình có phần hùn một nửa. Những bức hình ấy chính là thứ hậu thuẫn tín dụng rất cần thiết để lão vay mượn sau này. Khi cần nhấn mạnh một cách cụ thể hơn thì lão sẽ đem luôn cả mấy ông mấy bà huyện ủy cũng có chân trong hội ống của lão. Mà điều này thì có thật. Đảng viên, cán bộ từ huyện sang xã đều tham gia với lão không ít thì nhiều, bởi nhà nước không hề có lệnh cấm. Sau bao nhiêu năm kìm kẹp, giờ này người ta muốn bắt chước lối sống miền Nam, dù là phồn vinh giả tạo cũng còn sướng hơn vô sản chân chính. Người ta làm vài con tính nhẩm và thấy ngay cái lợi trước mắt. Nếu đổ ống sau cùng, có thể lãi gấp ba. Không có thứ ngân hàng nào, ngành nghề nào mà lại mang lại lợi nhuận nhanh như thế. Mà có phải nhìn đâu xa, ông giáo Ngạc cầm cái ba hội ống, giữ thêm mấy chân con nữa, chỉ chớp mắt đã phá tung cái nhà tranh, mua gỗ về dựng sườn lại và lợp ngói đỏ ối. Anh Cú Mẫn từ ngày phục viên đến giờ chả có nghề ngỗng gì ra hồn, quanh năm giật gấu vá vai xoay sở mãi không cưới nổi vợ, bỗng có người rủ vào hội ống. Thế là chỉ một năm sau làm đám cưới linh đình, cả làng đều biết. Toàn những thành quả cụ thể diễn ra nhãn tiền như thế thì làm gì không lôi cuốn người ta vào cơn lốc chớp nhoáng, giống hệt như dịch chim cút thuở xưa ở miền Nam. Đồ đạc trong nhà, thứ gì thấy không cần thiết đều khuân ra chợ bán hết. Họ hàng vay mượn lẫn nhau, đáp đổi cho nhau, miễn sao có tiền để góp vào hội là được. Và khi người ta cần tiền thì tất nhiên có kẻ phải nghĩ ngay ra một kế hoạch cấp thời để đáp ứng. Chẳng hạn chả biết do ai móc nối, người nhà của trưởng phòng tài vụ huyện len lén ôm xuống mấy chục triệu cho dân làng vay. Lãi suất tuy cắt cổ nhưng tính ra thì đem bỏ vào hội ống vẫn thu lời nhiều hơn. Bà cụ Đường ở cạnh nhà Lũy chỉ cách có cái ao nhỏ, dành dụm có lẽ cả đời mới giấu được vài chỉ vàng. Bà già lắm rồi mà con cháu biết bà có tí vốn riêng, cứ giục bà đem ra tiêu, kẻo nhỡ bất ngờ xuôi tay nhắm mắt lại ân hận. Nhưng bà nhất định không tiêu, nhất định bỏ người chạy lấy của, bởi bà cứ sợ nhỡ tiêu hết tiền rồi rủi bà không chết thì làm sao. Bà bỏ mấy chỉ vàng và một bó tiền mặt vào cái ống lon sữa bò, rồi nhét sâu dưới đáy cái chum đựng đỗ nành. Thằng cháu nội thấy người chung quanh chơi hội ống lãi nhiều quá mà nó không có vốn, nó đành về bới chum đỗ nành, mượn tạm số vốn của bà đem cống hết cho lão Lân, mua đến 4 chân hội, hy vọng mai kia đổ ống thì nó sẽ chỉ lấy phần lãi, còn phần vốn thì giả lại cho bà nội như cũ. Nhưng trời không thương, cho nên bây giờ cả hai bà cháu ôm nhau mà khóc. Lũy là một trong những người tham gia đường dây hội ống muộn màng nhất. Họ hàng rủ dây anh từ lâu, nhưng vợ anh nhất định ngăn cản. Chị bảo: "Mình ạ, mình tính lại mà xem, đồng bạc mỗi ngày thì một mất giá. Hôm nọ em bán hộp sữa bò được 4.000, đến lúc mẹ ốm chạy ra mua thì lại cái con mẹ nậu nó đòi những 6.500. Thử hỏi mình, hôm nay mình góp vào hội ống 10 vạn, lãi thì rõ ràng là có lãi rồi, nhưng một năm sau mình mới đổ ống thì đã chắc gì 10 vạn bạc còn mua được vài cân gạo, thành ra cũng chả bỏ. Đổ ống sớm thì không có lãi, mà đổ sau cùng thì tiền lại mất giá, đằng nào thì cũng thế." Lũy cãi: "Đã đành rằng thế, nhưng mà tiền dù có mất giá cũng không thể nào mà mất nhanh như vậy được. Tôi tính cả rồi, hễ mà cứ để cuối cùng mới đổ thì một lãi ba lãi bốn, có hèn ra thì cũng vẫn lãi gấp hai cơ mà." Vợ Lũy vẫn chưa đồng ý, đem câu chuyện cũ ra để lung lạc chồng. "Thì mình có nhớ cái dạo năm kia, chú Tòng chú ấy bán cái xe đạp, dốc hết ra mua công trái chỉ vì ham lãi của nhà nước. Đến lúc đáo hạn, ra ngân hàng lĩnh cả vốn lẫn lãi, chỉ mua được có hai cái lốp xe thôi." Lũy lại cãi: "Chuyện công trái giả tiền lãi có 2%, sánh thế nào được với tiền ống." Vợ Lũy thấy chồng tha thiết quá, lại thêm họ hàng cứ nườm nượp chạy lại rủ dê, chị đành chiều ý Lũy để đóng một chân,
bước đầu nhẹ nhẹ 5-3 vạn, vui chung cái vui của xóm làng. Rồi từ 1 lan sang 2, rồi 3, rồi 4. Toàn người quen, không muốn chơi mà nể quá cũng phải gật đầu. Bà hàng xóm định xây cái bể nước, cần món tiền mua gạch, để dành thì biết đến kiếp nào mới đủ. Chỉ còn cách đứng ra lập hội ống, mời độ 10 người quen đến nhà, thịt con gà làm bữa cơm sao cho đẹp mắt, rồi ngỏ ý xin mỗi người giúp một tay, gọi là mượn hoa lễ Phật. Dần ra người nào cũng cầm cái 1-2 cái hội, và dĩ nhiên đóng góp vài hội khác. Hội ống sống nuôi hội chết, tay trái truyền qua tay phải. Người làm giàu chẳng có bao nhiêu, đa số chỉ là đeo nợ vào cổ. Tổng số tiền trong xã thành ra chỉ luân lưu từ tay nọ sang tay kia, chứ không hề thu nhập thêm từ chỗ khác vào. Thậm chí mỗi lần người ta cầm cái mở hội lấy thảo, hoặc hàng tháng họp nhau đổ ống, thì số tiền ấy lại vơi đi một chút, vì phải đổ vào các món thức ăn, thức uống. Thì cứ nhìn ra đầu chợ thì thấy ngay 3-4 hiệu ăn mọc lên, xe bia từ huyện mỗi ngày về một chuyến mà chưa bao giờ ế ẩm. Những cụ già lọm khọm hồi tưởng lại dĩ vãng từ trước cách mạng tháng 8, ngơ ngác bảo con cháu: "Tao ngần này tuổi đầu chưa có bao giờ mà thấy làng mình nhiều tiền đến thế, cứ y như là vớt củi ngày nước lụt đấy." Thật thế, người ta tiêu tiền không tiếc, bởi được cái an ủi nhất thời là bề ngoài ai cũng có vẻ sung túc, và nhất là vì người chơi hội sau khi hốt non thực sự mang nợ ngập đầu mà vẫn không cảm thấy mình mắc nợ như khi vay mượn của một cá nhân. Dịch hội ống tràn lan đến độ ai không chơi mặc nhiên bị coi là ngớ ngẩn, bỏ mất cơ hội làm giàu. Keo kiệt như bà Liệu, nổi tiếng là vắt mảnh sành ra nước, tiền bọc trong bao ni lông đào lỗ chôn ở chân giường, thế mà nghe lão Lân bàn vài câu cũng phải moi lên nộp cho lão. Cứ thế cho đến Tết Canh Ngọ thì người ta không còn ước lượng nổi cha con lão Lân đang nắm bao nhiêu dây hội trong xã. Chỉ chắc chắn một điều là lão rất giàu. "Bố con nhà ấy à, bây giờ thì cứ việc ngồi chơi không, cứ véo dần màu ăn thì cả đời cũng chưa có hết của." Dân làng thản nhiên bàn tán về lão như thế, hoặc sầm xì, hoặc công khai, nhưng chẳng có ai bình tâm một phút để đặt một câu hỏi phòng xa rằng một kẻ ôm hết tài chánh của xã vào lòng, nói dại chỉ cần một chút rủi ro lão Lăn quay ra chết, thì ai sẽ giải quyết mọi vấn đề còn lại. Bỏ trốn thì đã đành là dân làng chẳng bao giờ nghĩ đến, bởi chuyện ấy chưa từng xảy ra trong xã hội cộng sản. Với lại trốn cái gì mà trốn, bữa tiệc mở ống hôm tiễn ông Táo, lão Lân đã oang oang báo cho mọi người biết là ra riêng lão sẽ xây nhà gạch, lão sẽ mua hẳn một miếng đất của bà giáo phú làm nhà gác để chuẩn bị cưới vợ cho thằng La. Lão than căn nhà lão đang ở hẹp quá, không đủ chỗ tiếp khách. Lão không nói đùa, mới mùng 4 Tết lão đã lên huyện dọ giá ngói giá gạch, rồi nhờ người quen móc ngoặc với thương nghiệp chuẩn bị nay mai khuân về vài chục bao xi măng. Thằng La chẳng úp mở gì nữa, bảo thẳng người yêu là xây nhà xong sẽ tổ chức đám cưới, làm to cho rạng rỡ cả dòng họ, cho bỏ những ngày đói khổ thuở trước. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền, hai cha con bây giờ oai lắm, già trẻ lớn bé trong làng ai cũng phải nể, địa vị chẳng thua gì chủ tịch xã. Chưa hết tháng giêng, người ta đã thấy mấy chuyến xe bò chở gỗ đến quăng trước sân nhà lão. 2-3 người thợ đến ngắm nghía, ước lượng số gạch số ngói. Đích thân lão thì chạy tới chạy lui nhà bà giáo phú để điều đình mua lại miếng đất ở cổng chợ. Cha con lão lúc này quảng giao lắm, cho nên nhất cử nhất động cả làng đều biết. Ăn Tết xong, lão bắt tay vào việc xây nhà. Lão than là tiền bạc bung ra tứ tán, cần ngay một món lớn, không phải là dễ, cho nên lão phải vay tạm vài nơi. Việc này đối với lão không khó, bởi sản nghiệp lão đang bao trùm cả tầm dương, và vì lão giao dịch rất sòng phẳng. Không những lão chỉ tìm đến những người cho vay lãi chuyên môn mà thôi, mà bất cứ chỗ nào quen có thể giật nóng được
lão đều mở lời ngay. Người ta dễ dãi nghe lão phân trần. Cái nhà thì thật ra cũng chả tốn bao nhiêu mà phải ngửa tay đi vay. Nhưng mà có người quen trên tỉnh để lại cho tôi cái ô tô khách, chả dễ gì mà có dịp, thành ra tôi phải lấy ngay. Ô tô chạy chỉ độ dăm tháng là lấy lại vốn. Tiền ông bà để gối đầu giường làm cái gì, cho nó mốc lên thì sao? Đưa đây cho tôi, tháng sau tôi trả cả vốn lẫn lãi. Hễ có ai tỏ vẻ do dự thì lão lại nhấn mạnh thêm: tôi đã điện vào trong kia bảo chú Lý nó mang ra ngay cho tôi 20 triệu. Nhưng mà Hiệu An đang đồng khách quá, chưa thuê thêm người được, thành để cho chú nó hẹn tuần sau mới mang ra. Thường thì với ai lão cũng giữ đúng lời hứa. Lão ôm của người ta 1 triệu, chưa hết tháng đã mang trả lại cả vốn lẫn lời là 2 triệu. Cứ vay rồi trả vài lần như vậy để lấy uy tín, rồi lão mới vay món lớn hơn và quyệt luôn. Hai cha con đi một vòng vét đến 10 triệu mà vẫn chưa thỏa mãn. Lão gọi thêm 2-3 cái hội mới nữa đứng cầm cái để lấy thảo, nghĩa là quyết moi đến nơi đến chốn. Gặp người khác thì còn ngần ngại, chứ lão ới một tiếng thiên hạ xúm lại đóng hội ngay, bởi uy tín lão lúc này lớn lắm, chả ai dám ngờ vực. Hơn thế nữa, chuyện đời có qua phải có lại, cư xử với nhau về lâu về dài, không thể chỉ biết nghĩ đến mình. Biết bao nhiêu người trước đây cần tiền đột xuất đôn đáo đi tìm chân hội, đến gõ cửa nhà lão, lão vui vẻ đóng góp ngay như một cách giúp đỡ bà con lối xóm. Chả nhẽ bây giờ đến lúc lão hỏi lại quay mặt đi. Thành ra vô tình cả làng cứ thi nhau dốc hết hầu bao mà nộp cho cha con lão. Ngay như vợ Lũy là người khá dè dặt về tiền bạc, thế mà lão chỉ mở lời một tiếng, chị hồ hởi móc túi đưa ngay. Lũy nhớ mãi buổi chiều hôm ấy, cơm nước xong, hai vợ chồng ra ngồi ngoài hiên uống trà hóng mát. Hai đứa con lê la chơi với nhau bên mấy gốc cau trồng dọc theo mái tranh. Lũy vừa rít xong điếu thuốc lào, vừa ngửa mặt nhả khói thì thấy lão Lân lững thững từ ngoài cổng bước vào. Đi đâu lão cũng cầm theo cái gậy để đuổi chó. Và điều đặc biệt là mặc dù làm ăn khá giả, đứng vào hàng cự phách trong xã, mà suốt ngày lão vẫn chỉ mặc có mỗi một thứ y phục duy nhất, đó là bộ đồ bộ đội với cái nón cối đã cũ. Ai hỏi thì lão sẽ giải thích rằng lão là người không quên gốc. Chỉ có một lý do đó thôi. Lão khệnh khạng vung vẩy cây gậy tiến vào. Vợ chồng Lũy vội đứng dậy đón khách. Vợ Lũy đon đả: chào ông ạ, mời ông vào chơi xây nước. Lão Lân không đáp, lão đứng lại giữa sân, nheo mắt nhìn căn nhà của vợ chồng Lũy, rồi lại nhìn quanh hai bên đầu nhà, mảnh sân, cái ao nuôi cá. Vợ chồng Lũy chưa hiểu gì thì lão thân mật cất tiếng: cái thế đất này đẹp lắm, nhưng mà chỉ tiếc là cái nhà này thì nát quá rồi. Chú bảo thật, sao các cháu không dỡ bỏ đi, xây nhà gạch, để cái lều này nó làm hỏng cả cái thế đất đi, hoài của. Nói thế thì đúng là gãi vào chỗ ngứa sâu kín của Lũy. Ở nhà quê ai mà không mơ nhà ngói cây mít. Lũy đã tính toán từ lâu, nhưng biết mình chưa đủ sức. Anh định năm tới anh sẽ khởi sự xây cái bếp trước, rồi vài năm góp thêm ít vốn, từ từ mới xây nhà trên. Vợ Lũy cười bảo lão Lân: chú nói nghe thích nhỉ, cứ y như là chuyện thần tiên ấy. Nhưng mà chúng cháu đào đâu ra tiền mà xây nhà? Chị chưa nói dứt câu thì lão đã ngồi xuống trên bậc thềm ngay bên cạnh Lũy, tự tiện nhấc cái điếu cày và tra thuốc vào nõ. Lũy ân cần châm đóm cho lão rít. Lão nhả khói 2-3 đợt rồi mới đổi cách xưng hô thân thiện hơn, bảo vợ chồng Lũy: tiền thì đã có chú, chúng mày lo cái gì? Mà xét cho cùng thì chúng mày cần gì phải nhờ đến chú? Mấy giây hội ống của vợ chồng mày còn nguyên cả đã đổ cái nào đâu. Chú không có xui dại chúng mày đâu. Chú nói thật, chú đi đánh giặc bao nhiêu năm, không mong tổ quốc ghi công, mà chỉ mong cái xã Tầm Dương này mai kia dựng cho chú cái bia, ghi rằng chú đã góp công đổi mới cả xã, để hộ nào cũng có nhà gạch mà ở. Vợ chồng Lũy nhìn lão cảm phục lắm,
Những lời chí tình ấy ai nghe mà chả nao nao cảm động. Ngừng một chút, lão lại thêm: chú đi tiền phong là vì thế. Chú xây nhà gạch trước, rồi cả làng cứ theo chú mà làm. Chú là người đầu tiên, vợ chồng mày là người thứ nhì, nghe chưa? Vợ chồng Lũy sung sướng lắm, nhưng còn làm bộ ngần ngại mấy lần thoái thác. Lão kết luận: thôi thế này, ra riêng ngày rộng tháng dài, dỡ tung cái nhà này ra, khuân gạch về mà xây. Cần bao nhiêu tiền cứ bảo chú một tiếng. Ai chứ vợ chồng mày thì muốn lúc nào tao cũng được. Vợ chồng Lũy liếc mắt nhìn nhau, ngầm nhất trí trong niềm vui thầm kín. Nhưng cái vui của vợ chồng Lũy không thấm gì so với cái vui của lão Lân. Bởi khi biết chắc cả hai vợ chồng đều đã hài lòng, lão mới nhập đề hỏi mượn tiền. Lão giật nóng một thời gian rất ngắn thôi, bởi chú Lý nó ở trong thành phố Hồ Chí Minh chưa kịp đem tiền ra. Dăm bữa nửa tháng nữa, lão sẽ trả cả vốn lẫn lãi. Vợ Lũy vào nhà, mở tủ vác ra cho lão. Lão nhận tiền nhưng không đi ngay, còn ngồi nấn ná khá lâu để bàn thêm về căn nhà gạch mà Lũy sắp xây. Mãi đến khi trời tối hẳn, lão mới khệnh khạng đứng dậy sang nhà khác để nhắc lại cái điệp khúc xúi xây nhà mà lão vừa đề nghị với vợ chồng Lũy. Xúi xây nhà thực ra chỉ là câu chuyện làm quà để người ta vui và đưa tiền cho lão mượn mà thôi. Chẳng ai nghĩ rằng đó là cái mẹo lừa của lão. Mãi tới lúc thấy lão vắng mặt đến 3-4 hôm, dân làng mới có người dè dặt nêu nghi vấn. Cả năm nay, mỗi ngày căn nhà nhỏ của lão phải đón ít nhất cũng 10 người khách, thường là vào buổi tối, khi đã lên đèn. Lão có việc chạy lên huyện luôn, nhưng hễ lão đi thì thằng La bao giờ cũng túc trực thay bố trong chuyện tiền bạc. Xem thế chứ nhiều khê lắm, cả một cuốn sổ bìa đen ghi chép chi chít, chứ đầu óc nào mà nhớ cho sổi hệ thống dây hội chằng chịt của cha con lão. Thu tiền vốn là khâu sinh tử của nghề cầm cái, cho nên La hết sức nhiệt tình những ngày bố đi vắng. Và chính bởi vậy, việc vắng mặt cả bố lẫn con lần này đã làm thiên hạ đâm ra ngờ vực. Dù vậy chẳng ai muốn nói ra, bởi nói dại, cha con lão mà không quay về thì Tầm Dương mang cái tang trung vĩ đại, chưa biết đến ngày nào mới nguôi ngoai. Nhưng đến ngày thứ tư, thứ năm thì nỗi lo âu bắt đầu hiển hiện trên nét mặt mọi người. Chủ nợ, con nợ kéo đến đầy nhà lão nườm nượp, túm năm tụm ba trên mảnh sân nhỏ, băn khoăn bàn tán. Đợt này đi, đợt khác đến, đưa ra hàng chục giả thuyết về cha con lão, mà phần lớn đều là những suy đoán hết sức bi quan. Tin đồn huyện Kim Sơn vỡ ống đã cả nửa năm, nạn giật hụi lan tràn gây điêu đứng biết bao nhiêu gia đình. Dân Tầm Dương đã nghe phong thanh từ lâu, nhưng lạ một điều là chẳng ai thèm để ý. Mãi đến nay, khi cha con lão Lân biến mất, họ mới giật mình liên tưởng đến cái bản hung tin khiếp đảm ấy và tự trách mình đã quá bất cẩn về tiền bạc. Có người nóng nảy toan dỡ nhà lão, nhưng họ phát hiện thêm một việc cực kỳ quan trọng nữa là căn nhà này thật sự lão đã bán cho người ta rồi, lấy trước một nửa tiền, khi nào xây nhà mới xong sẽ giao nhà này và lấy nốt phần tiền còn lại. Toàn những tin sét đánh làm choáng váng cả mọi người. Vợ chồng Lũy cũng có mặt trong đám người băn khoăn ấy. Lũy cố nói cứng: đi đâu? Ông ấy đang sắp sửa xây nhà gạch cơ mà. Mới hôm qua tôi gặp bà giáo phú, nghe bảo hai bên đã ngã giá miếng đất ở cổng chợ rồi. Chắc là ông ấy lo chạy vật liệu đấy chứ gì. Không phải Lũy tự an ủi, chẳng qua chỉ vì bên cạnh anh có đến mấy người nằm trong dây hội do anh cầm cái, anh có bổn phận phải xoa dịu họ. Mặc dầu thâm tâm anh đã 10 phần tin chắc cả 10 là Tầm Dương chuyến này bị cha con lão Lân dìm xuống hố, không khéo phải cử người đi lùng bắt và lôi cổ lão về để đấu tố cho hả giận. Nhưng biết lão ở đâu mà bắt. Trưởng đồn công an Trung úy Tạo, một trong những nạn nhân của hội ống, lặng lẽ cấp giấy công tác cho một nhân viên thân tín, bảo vào tận thành phố Hồ Chí Minh đến nhà người em lão, tức là hiệu ăn Long Phụng, xem cha con lão có trốn ở đấy hay không. Trưởng đồn dặn riêng đàn em: nếu phát hiện được lão, cậu không cần bắt. Lão nợ ai mặc kệ, chỉ cần ép lão phải giả lại phần của tớ là được rồi. Nhưng nói thế thôi chứ hễ mà lão nhìn thấy cái mặt cậu lại không quỳ xuống mà lạy à, tớ không phải là người. Moi được của nó bao nhiêu cậu cứ việc moi. Đàn em hăng hái lên đường. Chưa đầy 10 hôm đã trở lại, mặt méo sạch báo cáo.
Cái nhà hàng Long Phụng ấy là của một người đàn bà quá miền Nam, không hề quen biết bất cứ ai tên là Lân cả. Đàn em run run nói: báo cáo anh, tôi xuất trình giấy công tác nhờ cả công an địa phương đến kiểm tra, và họ xác minh là hiệu ăn ấy từ trước đến nay không có người đàn ông nào cả. Chắc là cái lúc lão Lân xin nghỉ hưu, lão vào thành phố Hồ Chí Minh tham quan, tạt vào hiệu Long Phụng ăn cơm rồi chụp mấy tấm ảnh đem về để khoe với mình cho oai thôi. Trưởng đồn công an thở dài thườn thượt, không ngờ thua chí một thằng mà gã vẫn tưởng là lù đù, không đáng đề phòng. Gã ngồi trầm ngâm trước một đống đơn dân làng ùn ùn nộp cho gã mấy hôm nay, tố cáo cha con lão Lân quỵt tiền bỏ trốn. Thưa kiện vô ích, bởi nếu biết lão ở đâu thì chính Tạo đã đích thân đi bắt rồi. Tạo đang đờ đẫn không biết tính sao thì chủ tịch xã đến, vội vã dựng tạm cái xe đạp nội hóa vào vách, rồi xong xộc chạy vào đồn gọi lớn từ ngoài cửa: ông Tạo đâu? Ông Tạo đâu rồi? Giải quyết vụ việc cha con thằng Lân ra làm sao? Để như thế ư? Tạo uể oải đứng dậy, kéo chủ tịch xã vào hẳn trong buồng riêng, khép cửa lại rồi não nề nói: chả để như thế thì làm cái gì bây giờ? Rồi Tạo kể hết đầu đuôi diễn tiến mấy ngày vừa qua cho chủ tịch xã nghe và kết luận: của đau còn sót, tôi đã bố trí người vào tận thành phố Hồ Chí Minh tìm lão mà chả thấy tăm hơi đâu cả, đành chịu chứ biết làm cái gì bây giờ. Chủ tịch xã gãi đầu băn khoăn: tôi thì tôi chả mất đồng bạc nào, nhưng mà tình huống này mà kéo dài thì cả xã cứ thấp tha thấp thỏm dở sống dở chết như thế này thì còn ai nghĩ đến lao động nữa. Trưởng đồn công an buông xuôi: vẫn biết thế, nhưng mà ông bảo tôi làm thế nào bây giờ? Gã vừa dứt lời thì từ ngoài cửa lại có tiếng gọi lớn: ông Tạo đâu rồi? Cả hai cùng nhận ra giọng bí thư xã, lại thêm một khuôn mặt lãnh đạo lo âu đến hội ý để tìm phương án bắt cha con lão Lần. Tạo mở cửa đón đàn anh, rồi cả ba ngồi trong buồng bàn tính. Ba cái đầu, ba đảng ủy viên, mỗi người theo đuổi một chủ đích khác nhau. Trưởng đồn công an thì chỉ cần lấy lại tiền. Chủ tịch xã không chơi hụi nên không bận tâm đến tiền, mà chỉ mong cho xã ổn định đời sống để bắt tay lao động trở lại, đừng để huyện phê bình. Riêng đồng chí bí thư thì là tổng hợp cả hai ý nghĩ trên, nghĩa là vừa muốn lấy lại tiền, vừa muốn giải quyết toàn bộ cuộc khủng hoảng hiện nay cho cả xã. Gã bảo hai đàn em: bây giờ ta lập ngay một toán công tác đặc biệt, bố trí độ 3-4 đồng chí công an vào toán ấy, chỉ lo có mỗi một việc là đi bắt cha con lão Lân thôi. Chả biết là có kết quả gì hay không, nhưng mà trước mắt ta cần thông báo cho mọi người trong xã biết là ta có quan tâm tiến hành điều tra, và thể nào cũng bắt được cha con lão. Có như thế đó, thì nhân dân mới an tâm, mọi việc mới trở lại bình thường được. Nếu cần thì ta cho từng xóm từng thôn tổ chức học tập. Hai đàn em nhất trí gật đầu ngay, cảm phục bí thư xã xử trí bén nhạy. Tạo hung lên nói một câu vô nghĩa: phen này mà tôi tóm được lão thì lão biết tay tôi. Bí thư xã đứng dậy ra về và bảo Tạo: tiến hành ngay đi, nội ngày hôm nay phải thành lập xong toán công tác, sáng mai bảo chúng nó sang gặp tôi. Thi hành đúng chỉ thị của bí thư, ngay hôm sau chủ tịch xã và trưởng đồn công an rầm rộ làm lễ xuất quân, tiễn đưa toán công tác đặc biệt lên đường. Năm đồng chí công an dày dạn kinh nghiệm, ai cũng nai nịt oai vệ, khí thế thật đẹp, hạ quyết tâm phen này trói cổ cha con lão Lân giải về cho toàn xã xử tội. Nhân dân kéo ra xem, tạm phấn khởi phần nào và an tâm chờ đợi kết quả. Nhưng rồi một tuần qua đi chẳng thấy gì, người ta bắt đầu trở lại trạng thái hoang mang như cũ. Bao nhiêu dây hội lớn nhỏ còn lại trong xã tiếp tục vỡ hết, cả những hội ống giữ anh em thân thuộc trong một gia đình. Thảm trạng này xảy ra vừa do thực tế tình hình tài chính đã cạn, và nhất là do tâm trí hỗn loạn, người nọ sợ người kia bỏ chạy. Thà mình phụ người còn hơn để người phụ mình, ai cũng nghĩ vậy, cho nên ai cũng thủ thế, không đóng tiền, cũng không trả nợ, còn giữ được đồng nào thì khư khư ôm lấy trong người cho chắc ăn. Buồn cười nhất là đám trẻ con ở trường phổ thông cấp 1 cũng nhốn nháo chia tiền, không dám chơi nữa, vì cả lũ cùng lo, nhỡ chẳng may trong lớp có đứa nào bỏ trốn như lão Lân thì làm sao? Toàn những đứa chưa quá 10 tuổi,
không biết trốn thì trốn đi đâu. Hôm ấy cô giáo Loan ngồi trên bàn, tay chống cằm, mặt chảy dài xuống, nhìn lũ trẻ đổ ống tép, chia tiền mà không thèm nói một lời. Chính cô đang não lòng vì cô cũng là một nạn nhân của cha con lão Lân. Chồng cô là hiệu phó, một đời đạo đức, lĩnh đến mấy huân chương vừa hồng vừa chuyên và hàng đống giấy khen về nghiệp vụ. Thế mà mấy hôm nay cũng phải văng tục để chửi vợ cho hả giận, bởi vợ quá ngu đưa hết tiền cho thiên hạ. Đồng nghiệp tại trường phổ thông cũng đông người tham gia hội ống, nhưng có lẽ chỉ mình cô mất nhiều hơn cả. Hai đêm liền vợ chồng không ngủ với nhau. Ông hiệu phó căng võng ra hè nằm một mình để trừng trị cái tội nông cạn của vợ. Trong xã hội chủ nghĩa, ít có cái nghề nào nghèo bằng nghề nhà giáo, nhất là ở thời buổi tiền tệ lạm phát như mấy năm nay. Hai vợ chồng nhịn ăn nhịn tiêu mãi mới để được có mấy trăm nghìn, định hè này mua con lợn về nuôi. Nào ngờ một sớm một chiều theo mây khói, cô Loan thất thểu như cái xác không hồn, đạp xe đến trường mà chẳng còn chút tâm trí nào để giảng dạy. Lũ trẻ chia tiền xong, đứa nào cũng nghiêm trọng đếm từng tờ cẩn thận rồi nhét vào túi hay vào cặp, chờ giờ ra chơi mua bánh. Cô giáo thấy ngồi mãi cũng kỳ, uể oải đứng dậy, cầm phấn viết hai câu lên bảng và bắt cả lớp chép theo: trời mưa thì mặc trời mưa, chưa xong thủy lợi anh chưa chịu về. Một đứa đứng dậy hỏi: thưa cô, câu này cô mới cho chép hôm qua ạ. Cô giáo gắt lên: Thì hôm nay cứ việc chép lại chứ làm sao. Cả lớp im lặng không dám xì xào nữa. Chúng mơ hồ đoán rằng cô mà đã nổi nóng thì chắc phải có chuyện gì ghê gớm lắm. Những người bị cha con lão Lân gạt gẫm, phút chốc cơ nghiệp tan như bọt nước đã đành. Mà ngay cả những người không dính dáng gì đến đường dây của lão cũng la toáng lên là bị lão lừa để nhân dịp này quyệt nợ. Đặc biệt những người đã đổ ống trước, nghĩa là đáng lẽ phải đóng hội chết hàng tháng, bây giờ cũng mượn gió bẻ măng kêu ầm lên là nạn nhân của cha con lão để lờ luôn, không đóng tiếp nữa. Tầm dương phút chốc như bao trùm tử khí, vào nhà nào cũng nghe tiếng thở dài, cũng nhìn thấy những dòng lệ. Những người như lũy đã cay đắng mất tiền vì mấy cái hội đang đóng dở bị nhà cái bỏ chạy, lại còn đau hơn nữa vì chính lũy cũng cầm cái đến 4-5 bát hội, bây giờ người ta ùn ùn đến đòi, không biết cách nào mà giải quyết, bởi những người đã đổ ống trước đây bây giờ ì ra không chịu đóng tiền cho lũy. Bà Lục làm nghề thợ nhuộm, bế đứa con 1 tuổi, mũi dãi chảy lòng thòng ướt đẫm cả ngực áo, tìm đến lũy ngoẻo đầu bảo: Thôi, tôi chẳng cần lời lãi gì cả. Tôi góp ống cho anh chị 7 tháng nay, cứ giả lại vốn cho tôi là được rồi. Lũy phân bua: tôi đào đâu ra tiền mà giả bác bây giờ? Chung quy cũng là tại cha con lão Lân chứ tôi có muốn thế này đâu. Này, tôi chẳng cần biết ông Lân ông Liếc nào cả. Anh rủ tôi đóng tiền cho anh thì tôi chỉ biết anh thôi. Anh có giả hay không thì bảo nào. Năn nỉ mãi vẫn không kết quả, Lũy đâm ra bực mình: thì bác thấy đấy, tôi cũng đang chết dở chứ sung sướng gì. Bác về đi, tôi đòi người ta được rồi thì tôi giả cho bác. Người kia sừng sộ: này, tôi không biết. Nợ ông thì ông đòi, nợ tôi thì tôi phải hỏi. Ông mời mọc tôi, nể lắm tôi mới vào hội ống của ông. Bây giờ tiền mất tật mang, tôi hẹn cho ông đến sáng ngày mai mà không giả lại tiền cho tôi á thì đừng có trách đi nha. Lũy im lặng không thèm đáp. Những câu hăm he tương tự như vậy anh nghe đã nhiều lắm rồi. Bà Lục chửi một lúc rồi lại đành ra về tay không. Trong một lúc vắng vẻ, nghĩa là không có người đến đòi nợ, Lũy nhầm tính và ngậm ngùi bảo vợ: bác Tích thế mà lại khôn. Ai rủ thế nào thì rủ, nhất định là không vào một chân. Trưa nay anh chạy ngang tạt vào hỏi thăm, thấy cả nhà đang đánh tiết canh Việt, vui vẻ lắm. Bác ấy bảo phải là ăn mừng vì mất có 2 vạn bạc thôi. Vợ Lũy khóc hết nước mắt. Đã 2 hôm giận chồng nông nổi không biết nghe lời mình. Cá không ăn muối cá ươn, chồng không nghe vợ, trăm đường chồng hư. Cả ngày đi ra đi vào, chị không thèm nói lời nào với Lũy. Sang ngày thứ 3, Lũy năn nỉ mãi, thành khẩn hối lỗi, vợ chồng mới làm lành và chia sẻ nỗi thống khổ với nhau. Anh đau nhói tưởng chừng có thể lao đầu xuống sông được, nhưng vẫn đem những thiệt hại to lớn hơn của người khác ra để an ủi vợ và tự trấn an mình. Anh nói:
nghe bảo ông Thống tự tử rồi. Vợ anh không ngạc nhiên, mất từng ấy tiền thì chết là phải. Mấy chục triệu đồng cho vay lãi nạp cho cha con lão Lân gần một nửa, phần còn lại san sẻ trong làng. Nhưng bây giờ cũng chẳng ai trả lại cho, bởi họ có tiền đâu mà trả. Vợ Lũy trầm ngâm góp ý. Anh thử tính xem, tiền mặt cho cha con lão Lân thì kể như là bỏ hẳn rồi, thôi đừng bàn đến nữa. Bây giờ chỉ xem là bao nhiêu người nợ mình và mình còn nợ bao nhiêu người nữa thôi. Đề nghị của vợ thực ra đã nằm sẵn trong đầu Lũy từ mấy hôm nay. Làng này hầu như ai cũng lâm vào tình cảnh y hệt như Lũy, bởi ai cũng vừa là nhà cái, vừa là chân con, cho nên ai cũng là chủ nợ và đồng thời cũng là con nợ. Để tránh mất thì giờ, người ta mới nghĩ ra cách đem nợ của người này gán qua người khác. Chẳng hạn hôm qua Lũy sang nhà bà Hựu đòi tiền, thì bà lôi ngay Lũy ra cổng và bảo: "Bác cứ sang đây với tôi." Lũy theo bà sang nhà hàng xóm. Bà chỉ người hàng xóm và bảo Lũy: "Đây này, thế này nhá, tôi thì nợ bác, nhưng mà bà này lại nợ tôi. Thôi thì tôi gán qua cho bác đấy, từ nay bác cứ lại đấy mà hỏi." Lũy lắc đầu chán nản, bởi cái người mà Hựu gán nợ lại chính là chủ nợ của Lũy. Chính Lũy cũng đang thiếu tiền người ta mà không biết làm cách nào để thanh toán. Thành ra cả làng cứ rối beng như mớ bòng bong. Không kể tiền cho vay, chỉ tính riêng tổng số những người nằm trong dây hội của Lũy, con số đã lên đến vài chục. Người đổ ống rồi bây giờ không chịu đóng, người nai lưng đóng hàng tháng chưa kịp hốt bây giờ mất sạch. Bởi Lũy không thu được tiền của người khác thì lấy đâu mà trả. Thành ra anh một cổ đôi chồng, không biết tính thế nào để giải quyết nỗi bế tắc hiện tại. Bước sang tuần thứ ba, khi toàn xã không còn chút mảy may hy vọng nào về cha con lão Lân sẽ trở về, thì những người mất của bắt đầu nghĩ ra biện pháp quyết liệt là họ xông vào nhà con nợ, tịch thu đồ đạc. Tiên lễ hậu binh, không thể ngon ngọt nói khéo mãi được nữa, phải ra tay. Phương án này thực sự thì cũng không có gì mới mẻ, chẳng qua là dân làng học được ở chính quyền mà thôi. Là vì mỗi kỳ thu sản, hộ nào không góp đủ thóc lúa thì lập tức ủy ban cho công an và thanh niên đến khuân đồ đạc mang ra quăng ở trụ sở. Những cái tủ đứng, bàn ghế, nồi niêu, nói chung bất cứ thứ gì có thể lấy được là họ lấy hết. Ở làng này đôi guốc đứt quai còn có thể bán được, huống chi là đồ gia dụng. 2 năm trước trong đợt thu sản của xã, nhiều hộ không nộp đủ thóc như chỉ tiêu quy định đã bị cán bộ đến tận nhà bắt nợ, khiêng hết những gì đáng giá về tập trung tại văn phòng, chờ khổ chủ xoay sở mang tiền hoặc mang lúa ra chuộc. Bà bác họ của Lũy đã trên 60, hôm ấy đang ốm nặng nằm rên hừ hừ trên cái sập gỗ. Toán thanh niên kiểm tra đến nơi, được lệnh phải tịch thu cái sập. Một người vốn quen biết với Lũy lễ phép nói với bệnh nhân: "Cụ cảm phiền nằm tạm dưới đất cụ nhé. Mai kia cụ bảo các anh các chị mang thóc ra chuộc giường về cho cụ nằm." Dứt lời, hai người xúm vào, người nhấc đầu, người nâng chân, nhẹ nhàng khiêng bà cụ bỏ dưới đất, rồi thơ thới lôi cái sập ra, chất lên xe bỏ. Chẳng biết đứa nào khởi xướng ra cái trò quái ác này ở Tầm Dương, nhưng chỉ mới 3 hôm, nhà Lũy đã trống hốc như căn nhà hoang. Cái tủ gương mới sắm, bộ salon gỗ đánh vẹt ni màu đậm mua lại của người em họ, máy cassette Nhật, bình thủy Trung Quốc, tất cả đều lặng lẽ ra đi. Hết đồ đạc, người ta lục đến gạo, khoai, đỗ, lạc, thứ gì ăn được là khuân tất. Vợ Lũy lúc đầu còn gào khóc rằng co, về sau thấy vô ích, bởi người chẳng ai động lòng. Đay nghiến chồng mãi cũng không giải quyết được gì, mà trước mắt cả nhà sắp đói đến nơi. Chị về bên mẹ ruột xay bột gói ít bánh rậm bưng ra chợ bán. Nhưng vừa đặt thúng, chưa ai mở hàng đã gặp ngay một chủ nợ xông lại bưng luôn cả thúng bánh để trừ vào số tiền mà Lũy còn thiếu. Chị đứng chửi một hồi rồi ra về. Chị bàn với Lũy xem nhà còn thứ gì đáng giá thì lập tức vơ vét hết, nhỏ thì đem chôn sau nhà, lớn thì khuân sang gửi bên nhà mẹ. Rồi hai vợ chồng đóng cửa, khóa trái lại, đi tìm những con nợ của Lũy và áp dụng biện pháp tịch thu đồ đạc y như thiên hạ đang khuân của Lũy. Bản tính Lũy vốn là người mềm yếu, không nỡ đi tịch thu đồ của người khác, bởi anh biết rõ họ cũng bị lừa, chứ không hề có ý định quỵt tiền của anh.
Tuy vậy giờ này lâm vào bước đường cùng, không nghe lời vợ cũng không được. Anh miễn cưỡng cùng vợ ra đi. Đúng là cái vòng lẩn quẩn, người nọ lấy của người kia mà chưa chắc đã giữ được. Lũy vừa mất cái bình thủy thì lại tịch thu được một cái bình thủy khác mới hơn. Bao nhiêu cảnh dở khóc dở cười cứ diễn ra từng ngày trong toàn xã, vượt cả quyền giải quyết của ủy ban, bởi chính những ông trong ủy ban cũng đang điêu đứng không khác gì Lũy. Trẻ con chẳng hiểu gì, nhiều đứa vui sướng reo hò vì cứ tưởng là một ngày hội dân hàng trao đổi đồ đạc với nhau. Sáng nay Lũy đến nhà một con nợ. Chính mắt anh thấy bí thư xã đang hùng hổ nhất định đòi tịch thu cái xe đạp của gia chủ. Cả nhà ấy thì chỉ có mỗi cái xe là đáng giá. Lũy chậm chân để người khác lấy mất, đành ra về tay không. Tới nhà anh thấy vợ đang lúi húi bên đống rơm ở hiên trái. Anh chạy lại và nhận ra vợ mình đang giấu cái quạt máy hoa sen vừa tịch thu ở đâu về. Tầm dương không có điện, nhưng cũng khối người mua quạt máy về để trưng, chờ ngày đất nước giàu mạnh, điện khí hóa toàn quốc. Lũy đứng nhìn vợ, tay cầm nón quạt mồ hôi phành phạch. Con chó vàng từ sau nhà ve vẫy đuôi mừng chủ. Mấy hôm nay khách đến đòi nợ nườm nượp, con chó cũng đâm hoảng, cứ nằm nép ở sau sân. Vợ anh ngẩng lên hỏi: "Mình có lấy được món gì không?" Lũy ngồi bệt xuống bên cạnh. Con chó cún mon men lại gần. Anh quăng nón vỗ nhẹ vào đầu nó rồi thở dài bảo vợ: "Nhà ấy thì có cái gì mà lấy, được mỗi cái xe đạp thì lão khá nhanh tay tóm mất rồi. Cái xe nát thế mà họ cũng tính tới 1 triệu đồng đấy." "Đồ đạc gán nợ thì bao giờ chả thế. Cái quạt thổ tả này mà chúng nó còn tính đến mấy chục vạn cơ mà. Cái tủ đứng của thím Mai á, gãy một chân, cứ bình thường á, thì chỉ đáng độ 10 vạn. Thế mà thím ấy gán nợ những 40 vạn. Chẳng bằng lòng thì cũng chẳng được, thả có còn hơn không. Nhưng mà mình phải cứng mới được, chậm chạp như anh á, thì đi không rồi lại về không á." Lũy im lặng nghe lời vợ trách. Giấu xong chiến lợi phẩm, vợ Lũy định dục chồng tiếp tục ra đi, bởi không nên ngồi nhà chờ thiên hạ đến đòi nợ. Nhưng chị chưa kịp đứng dậy thì hai người con trai bà giáo phú xăm xăm bước vào. Anh em nhà này mới ngoài 20, mỗi đứa đều đóng 2 chân hội của Lũy và dự định hốt cuối cùng để lấy tiền mua xe, chẳng may bây giờ mất tất. Thằng anh cố giữ giọng từ tốn: "Anh chị cho chúng em xin tiền ống ạ." "Hai cậu thông cảm, tôi không còn một xu nào nữa. Đi đòi rát cổ cả mấy hôm nay mà chả có ma nào nó trả cả." Rồi vợ Lũy ngồi dựa vào đống rơm, cố tình che cái quạt máy chị vừa giấu và lại nói tiếp: "Hai hôm nay nhà chả còn hạt gạo nào, chỉ toàn khoai luộc với cháo cám thôi. Tôi ạ, mà vớ được bố con lão Lân bây giờ thì tôi xé xác chúng nó ra ấy chứ." Chàng thanh niên nói: Anh chị còn món gì gán nợ được không ạ?" "Thì hai cậu vào mà xem, cái ghế ngồi cũng chả còn. Cả tuần nay vợ chồng tôi phải ngủ dưới đất, làm gì có giường." Hai anh em chủ nợ ra chiều thông cảm, tiến lại gần rồi ngồi xuống đống rơm bên cạnh Lũy. Bất chợt thằng anh đưa cả hai tay chộp ngay lấy con chó đang nằm ngoan ngoãn bên cạnh Lũy. Con chó vùng chạy, hai anh em cùng đuổi theo, nhất quyết bắt lại. Thằng em rút trong bụng ra sợi dây thừng đã thắt nút sẵn, thòng ngay vào cổ chó rồi nói: "Mẹ em bảo sang xin anh chị con chó về nuôi, cấn vào số tiền ống mà anh chị nợ chúng em." Con chó giãy giụa kêu lên ang ẳng. Hai anh em đứng dậy lôi sành sạch con chó ra cổng trước sự ngơ ngác của vợ chồng Lũy. Vợ Lũy hốt hoảng chạy theo năn nỉ: "Ấy, hai cậu để lại con chó cho chúng tôi. Chiều mai mời hai cậu sang đây, chúng tôi sẽ gửi tạm một ít tiền, rồi xem có thứ gì khác thì hai cậu lấy. Có mỗi một con chó để giữ nhà, hai cậu làm phúc." Nhưng mà hai anh em bình thản bước đi như không hề nghe thấy tiếng năn nỉ của vợ Lũy. Thằng anh cầm sợi dây, thằng em vung cây roi nạt, quyết không để cho vợ chồng Lũy lung lạc. Người và chó ra khỏi cổng, vợ chồng Lũy mới đưa mắt nhìn nhau và cùng tự trách là mấy hôm nay đã không hề ngờ tới việc người ta sẽ tịch thu luôn cả con chó. Vợ Lũy rơm rớm nước mắt ngồi xuống bậc thềm bên cạnh gốc cao,
mất bao nhiêu đồ đạc trong nhà. Tụi có tiếc nhưng cũng không tiếc bằng con chó chị nuôi từ ngày mở mắt. Lũy đau khổ nhìn vợ. Thảm cảnh này là do chính anh gây nên, và anh chỉ còn cách duy nhất để an ủi vợ là giục vợ cùng anh đi bắt nợ, gỡ gạc được chút nào hay chút nấy. Ba hôm sau, vợ chồng Lũy đến nhà Phùng ở phía sau chợ. Tay này cũng mất nặng vì chơi đến 6 chân hội. Từ hôm tầm dương đồng loạt vỡ ống, Lũy đã ghé đây 2 lần nhưng Phùng đều đi vắng, bởi chính anh cũng phải xông vào nhà khác để bắt nợ. Chiều nay vợ chồng Lũy đột nhập vào đúng lúc Phùng đang ăn cơm. Mâm cơm đặt trên cái chõng cũ, chỉ có mỗi bát canh rau rền, nom rất thảm não. Thấy Lũy, Phùng đứng dậy. Anh chị ngồi tạm đây. Đấy, anh chị xem đấy, đến cái ghế cũng chẳng còn. Cả đời tôi chắc chả có cái đau nào mà nó thấm thía hơn cái nỗi đau này. Vỡ ống còn nặng hơn cả vỡ đê. Câu nói chặn họng cốt để Lũy đừng mở mồm đòi nợ, nhưng vợ Lũy vẫn không tha. Chúng tôi thì còn vất vả gấp 100.000 lần anh á. Anh cũng biết, tôi chả phải kể. Biết là anh cũng túng, nhưng mà anh liệu có được tí nào thì đưa tạm cho chúng tôi để trả dần cho người ta. Phùng thẳng thắn đáp. Chị ơi, tiền không có đã đành, mà đồ đạc thì anh chị thấy đấy, họ khuân tiệt. Thiếu điều chỉ còn có, chưa có nhổ mấy gốc mít nhà tôi đấy thôi. Vợ Lũy không mủi lòng. Hoàn cảnh bắt chị phải trở nên cứng rắn với mọi người, mặc dầu bản chất của chị không như vậy. Chị nói. Thì mấy bụi tre của anh ở sau nhà, gọi người đến mà bán đi, ít ra cũng phải được cả triệu bạc ấy chứ. Dứt lời, vợ Lũy dạo một vòng, quan sát ra tận vườn sau. Mấy cái cuốc gãy cán, vài cái chổi cùn dựng bên vải tương. Chị thở dài ngao ngán toan quay về sân trước, thì bỗng nghe tiếng chó sủa nho nhỏ cạnh bụi chuối. Chị giật mình vì tiếng kêu ăng ẳng ấy nghe rất quen. Chị tiến nhanh lại và sửng sốt muốn reo lên, vì vừa nhận ra con chó vàng của chị bị nhốt trong cái bù úp gà. Chiếc thòng lọng vẫn còn nguyên quanh cổ. Chị hồi hộp cúi xuống ôm con chó lên và nựng như nựng con. Ôi giời ơi, cún ơi, cún đây à. Cún có đói không? Chúng nó có đánh cún cái nào không? Con vật cũng nhận ra chủ cũ, vẫy đuôi mừng tíu tít. Chị chớp mắt ôm con chó đi nhanh vào nhà và bảo Phùng. Thôi, anh chả còn cái gì đáng giá thì tôi lấy tạm con chó này về nuôi vậy. Lũy đứng bật dậy chạy lại bên vợ. Anh cũng vừa sung sướng nhìn ra con chó của mình. Anh đưa tay tháo sợi dây thừng mà anh còn nhớ rõ là hai đứa con trai bà Phú đã cột vào cổ nó, lôi ra khỏi nhà anh hôm qua để xiết nợ. Anh vạch lớp lông trên lưng nó và an lòng vì không thấy vết tích của làn roi nào. Phùng vừa ăn xong ngồi hút thuốc lào và cau mày nhìn vợ chồng Lũy. Anh chưa biết con chó này vốn là của vợ chồng Lũy, cho nên anh hơi ngạc nhiên thấy họ vỗ về con chó có vẻ tận tình quá. Nghe vợ Lũy đề nghị tịch thu chó, Phùng thản nhiên phân trần. Bà Phú bà ấy nợ tôi hơn 1.000.000 bạc. Tôi sang mấy bạn chả đòi được đồng nào. Mà đồ đạc thì thiên hạ nhanh tay khuân hết mất cả rồi. Nhìn trước trông sau không còn cái gì thì tôi mới đành bắt tạm cái con chó này vậy. Nhà bà ấy thì có nuôi chó bao giờ đâu. Chắc là cũng tóm ở đâu về để trừ nợ đấy thôi. Chó với lại má bằng cái nắm tay lại gầy trơ cả xương ra. Thế mà bà ấy gán nợ 30 vạn đấy. Phùng đang nói dở câu thì vợ anh từ ngoài cổng bước vào, tay cầm nón phe phẩy quạt, nét mặt hết sức mệt mỏi. Chị đi cả một ngày rồi lại về không như hôm qua. Chị khẽ gật đầu chào vợ chồng Lũy rồi tiến thẳng lại ngồi xuống bậc thềm. Phùng quay sang bảo vợ. Anh chị Lũy bắt con chó này cấn nợ đấy. Vợ Phùng hờ một tiếng rồi nói. 30 vạn của bà Phú đấy, đời thủa nào lại có chuyện trớ trêu như thế này. Nhưng mà thôi đành chịu vậy, chứ biết làm sao. Không thì không lấy thì đứa khác nó cũng lấy mất. Phùng tiếp lời vợ. Thôi thì anh chị đã cất công sang đây, tôi cũng chả còn gì mà đưa cho anh chị. Anh chị thích thì lôi nó về mà nuôi, chứ tôi thì tôi nói thật, cơm chả có mà ăn, giữ làm gì cái con chó thổ tả này. Anh chị ôm về đi, cứ xem như là tôi giả anh chị được 30 vạn.